Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn hai bộ sản phẩm đặc sắc của hôm nay. Và hai bộ sản phẩm đặc sắc tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn đó chính là hai bộ tranh tứ quý, tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Và nó đặc sắc như thế nào, và sản phẩm chất lượng về kỹ thuật, mẫu mã cũng như là gỗ và những cái đường nét hoa văn chạm khắc của những người thợ, đây là những người thợ lành nghề, và nó như thế nào thì tôi sẽ quay chi tiết và quý vị và các bạn cùng đánh giá về cái sản phẩm cũng như chất lượng chuyên môn của nó. Mời quý vị và các bạn đi vào chi tiết. Hôm nay tôi giới thiệu hai bộ tranh này, đó chính là bức tranh bốn mùa xuân hạ thu đông, tượng trưng cho bốn loại cây vĩnh cửu, đó là tùng cúc trúc mai. Hai bộ tranh tôi muốn giới thiệu đến quý vị là được làm từ 100% bằng gỗ hương. Và trước tiên đó chính là cây tùng trước. Vâng, đây chính là bức tranh tùng hạc, được thể hiện trên từ những cái chi tiết chạm khắc nhỏ nhất của những cái tán lá, rồi những mắt cây. Từ những chú chim hạc. Cây tùng. Là những tán lá tùng. Những cái chi tiết chạm sự già nua, cằn cỗi nhưng lại thể hiện được một sức sống mãnh liệt. Cũng giống như loài chim hạc. Chim hạc là chim trời. Luôn luôn đi với nhau là gồm những cái tích. Và cái bên đó là cây trúc. Trúc và trích luôn đi cùng nhau. Cây trúc, cây tre. Những cái chi tiết chạm khác quý vị đã thấy, là tôi đã nói lúc đầu video, đó là nó sự đặc sắc cũng như sự cầu kỳ của nó, từ dáng cây, dáng ngồi của chú chim đang đậu trên cành, thể hiện từ trong những cái linh hồn của cây, linh hồn của gỗ và linh hồn của vạn vật. Bộ tranh này được chúng tôi chạm khắc mất rất là nhiều thời gian để những tỉa tót cũng như cạo gọt những cái chi tiết nhỏ. Tuy là chúng ta chỉ nhìn về một mặt nhưng mà được thể hiện giống như một bức tranh 3D. Nó có độ sâu, độ nông và thể hiện rõ lên cái bức tranh về cái cây trước cành sau, hay là dáng đứng của một con chim ở trên cành. Đây thể hiện rất là rõ của chim. Rồi cái đôi mắt có hồn. Và những cây tán lá có thể luồn được những ngón tay vào, quý vị thấy là nó sự cầu kỳ và đòi hỏi người thợ nó phải tỉ mỉ mới có thể nạo gọt được như thế này, và có thể đục ra được những cái tác phẩm nó đặc sắc và gọi để có thể nói là kiệt tác đấy quý vị. Và kế bên đó là cây cúc và cây mai. Để ánh sáng hôm nay nó không được tốt,
là tôi sẽ lựa lựa này để quý vị có thể chiêm ngưỡng được cái bức tranh toàn cảnh. Hoa cúc mùa xuân. Nhưng như những đóa mai vàng, và ở đây thể hiện được hẳn quý vị không lạ gì về những cái bộ tranh tứ quý tùng cúc trúc mai. Và để có những bộ tranh đặc biệt như này thì chúng tôi là đã dành cho những người thợ với cái thời gian rất là lâu để có đủ cái tâm huyết cũng như cái thời gian để mà tạo ra được cái những cái tác phẩm nghệ thuật. Sự cằn cỗi, sự già nua nhưng luôn chất chứa một mầm sống mãnh liệt, cũng giống như tinh thần người Việt Nam. Tuy nhỏ nhưng mà không hề dễ bắt nạt. Đây là vừa rồi tôi đã quay một bức tranh đầu đầu tiên, bộ đầu tiên đó là Tùng Cúc Trúc Mai. Bộ tranh này thì được thể hiện khá là sắc sảo, từ thẩm mỹ đến kiểu dáng, rồi là chất gỗ, có thể quý vị có nhìn thấy là nó không hề tì vết, không bị những cái tì vết, những vết chấp nối, mà nó rất là liền lạc, gỗ dày. Đây là chúng tôi chạm trên một mặt gỗ liền nha quý vị, chứ không phải là đồ chắp ghép. Và hôm nay chúng tôi đang thì quay tại xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Sơn Đông. Như cái website mà quý vị có thể thường xuyên để tham khảo những sản phẩm cũng như những địa chỉ gần nhất của đồ gỗ Sơn Đông mà quý vị còn quan tâm, đó là nội thất sơn đông.com. Xưởng sản xuất đồ gỗ tại Đồng Nai nằm tại địa chỉ K2 xẹt 59 hẻm 44 đường Nguyễn Tri Phương, khu phố 3, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Và các showroom của ở Sài Gòn như quận Tân Phú, quận 7, quận Bình Tân, quận 9, và ở khu vực miền Tây chúng tôi có cả Cần Thơ hai chi nhánh, và một chi nhánh nằm tại 108 đường ấp Bắc, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đây là những cửa hàng trực thuộc đồ gỗ Sơn Đông. Là tôi sẽ quay thêm một bộ tiếp tục cũng là Tùng Cúc Trúc Mai. Này, bộ này quý vị có thể thấy nó sáng hơn. À, được ánh sáng nó cũng tốt hơn. Đây là được thể hiện từ hai người thợ của đồ gỗ Sơn Đông. Hai người hai bộ, mỗi người một bộ, và mỗi người có một cái nét thể hiện đặc biệt riêng. Cái sự cầu kỳ, cái sự tinh xảo cũng như thổi hồn vào cái sản phẩm ngày hôm nay, nó cũng được thể hiện rõ ràng lên trên mặt sản phẩm. Cũng như khi đi học mà thầy cô giáo hay còn gọi nó là nét chữ, nét người. Và cũng giống như những cái tác phẩm nghệ thuật, nó còn đi vào theo nó gọi là cái năng khiếu của từng tay thợ, và cùng trên cái chất liệu gỗ hương và cùng một mẫu Tùng Cúc Trúc Mai nhưng lại được thể hiện hoàn toàn khác nhau. Vâng, tôi sẽ quay sâu sắc hơn vào sản phẩm. Như cái bức tranh trước thì quý vị có thể thấy được là sự già dặn cũng như chất chứa đầy đủ các yếu tố của bốn mùa xuân hạ thu đông
và cũng như cái khí chất của người Việt Nam, thì cái bộ hôm nay thể hiện sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ. Đây nó là một bàn tay trẻ, một nghệ nhân trẻ tại Sơn Đông mới thể hiện một bức tranh Tùng Cúc Trúc Mai này, và những đường nét là thanh thoát, thể hiện rõ sức trẻ ở đây quý vị ạ. Sự kết nối, sự mềm mại trong những đường nét hoa văn, và rồi là một cây mai, và kế tới đó là cây trúc. Đó, những cái linh vật cũng như là những tảng đá vô tri hay những cành cây thô mộc mà có thể thể hiện lên những cái nét, những cái hồn. Nên là chúng ta có thể tâm niệm rằng đất có hồn, cây cũng có hồn. Đây là tất cả những tâm huyết của người thợ, những người yêu thích công việc và những yêu thích nghề nghiệp của mình. Nó thể hiện lên những cái đường nét, từ nét chạm lên những bức gỗ vô tri vô giác, cũng như là khúc gỗ thô mộc mà có thể thể hiện được những bức tranh như thế này thì quả thật là điều đáng trân quý. Vâng, vừa rồi tôi đã quay 2 bức tranh Tứ Quý Tùng Cúc Trúc Mai để giới thiệu đến quý vị và các bạn. Và tôi sẽ quay lại thêm một chút nữa về bộ tranh đặc biệt này. Vì sao nó đặc biệt? Và vì sao? Đó là quý vị hãy xem và đánh giá. Tôi sẽ quay đến những con bướm. Đây là những con bướm đang vui đùa, đang bay, đang lượn. Và với tiếp đó là một chú chim đang múa trên cành. Phía dưới là sự đón nhận của một chú chim khác. Những cái đường vân gỗ cực kỳ sắc nét như thế này, với tấm gỗ đẹp như thế này và những đường nét hoa văn tỉ mỉ thì không thể nào mà chê được những nghệ nhân thể hiện được những bức tranh tuyệt phẩm như thế này quý vị ạ. Quý vị đừng quên đánh giá sản phẩm cho chúng tôi. Nếu quý vị yêu thích thì hãy like và chia sẻ, cũng như đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để được cập nhật mỗi ngày những video, những sản phẩm chất lượng của đồ gỗ và biết về đồ gỗ Sơn Đông. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.